vơ vét chưa đủ tổng trọng tổng lực cho in sách để mà hốt cú chót hay sao? Trong vòng chỉ hơn một năm, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có ít nhất 4 lần in và phát hành các tuyển tập chính trị của ông. Vào ngày 14 tháng 11 năm 2023, cuốn Cả nước đồng lòng tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng ra mắt. Vào cuối tháng 5 năm 2023 thì cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và cuốn Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh đã được ấn hành ra mắt hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó vào đầu năm 2023 ra đời cuốn sách Cương quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh dày tới 600 trang và có gần 100 hình ảnh minh họa. Cuốn sách này được Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản và ra mắt công chúng. Mới nhất vào ngày 2 tháng 2, tờ báo Tuổi Trẻ đưa tin ra mắt hai cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Báo Tuổi Trẻ giới thiệu hai cuốn tuyển chọn gồm các bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 3 năm 2021-2023 vừa ra mắt bạn đọc. Công luận thấy rằng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm cuối đời đã có các biểu hiện về sự lạm dụng khi cho in và xuất bản quá nhiều sách lý luận với số lượng hàng chục nghìn ấn bản cho mỗi đầu sách. Đồng thời, công luận đã đặt câu hỏi sách chống tham nhũng của Tổng Bí thư cho in đưa ra cho ai đọc đây. Cộng đồng mạng còn nêu nghi vấn, theo đó Tổng Trọng lấy tiền ngân sách để mà đánh bóng tên tuổi của chính mình trước khi kết thúc sự nghiệp chính trị. Quan trọng hơn, việc này sẽ mang lại cho Nguyễn Phú Trọng một lượng tiền nhuận bút không hề nhỏ. Đó là chưa kể chi phí cho việc tổ chức các buổi lễ ra mắt rầm rộ và không ít tốn kém tiền thuế của người dân. Tổng Trọng là người được cho là nổi tiếng với công cuộc chống tham nhũng hay còn gọi là đốt lò. Theo tổng kết của Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng thì trong năm 2023, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kỷ luật 606 tổ chức đảng và 24.162 đảng viên. Số lượng đảng viên bị kỷ luật vào năm 2023 đã tăng 12% so với năm 2022. Số đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng là 459 người. 8.863 đảng viên bị kỷ luật là suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Đã kỷ luật 105 người thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 22 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng. Trong số này có 19 cán bộ diện Bộ Chính trị. Ban Bí thư quản lý bị xử lý kỷ luật, khởi tố, bắt giam do liên quan đến tham nhũng. Điều đó cho thấy công cuộc chống tham nhũng của Tổng Trọng trong hơn 8 năm qua đã thực sự lâm vào bế tắc. Càng chống tham nhũng thì càng gia tăng tham nhũng, không hề có biểu hiện suy giảm. Phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam thực chất chỉ mang hình thức nhằm đánh bóng tên tuổi cho Tổng Trọng mà thôi. Hai cuốn sách mới ra mắt của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất tốn kém. Việc cho xuất bản và phát hành các ấn phẩm lý luận của Tổng Trọng về việc chống tham nhũng thử hỏi có lợi ích gì ở đây? Công luận lâu nay vẫn có luồng ý kiến đánh giá và nghi ngờ Tổng Trọng không trong sạch. Thông qua việc ông Trọng từ chối không chịu công khai tài sản theo quy định của Đảng. Chính sách phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam không coi trọng việc kiểm soát tài sản của các quan chức, công chức, các cơ quan của Đảng và Chính phủ đã ban hành rất nhiều quy định yêu cầu lãnh đạo phải kê khai đúng, đủ các biến động của tài sản hàng năm. Thậm chí thời hạn kê khai là 6 tháng đối với các công chức công tác ở những ngành nghề dễ tham nhũng. Vậy mà Tổng Trọng không chỉ không gương mẫu để nêu gương. Cụ thể, chiều ngày 17 tháng 6 năm 2018, Tổng Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy. Ông Trọng đã phát biểu rằng, vấn đề kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã ngồi đến 3 nhiệm kỳ, hoàn toàn sai trái so với điều lệ của Đảng. Đó là một phát biểu mang tính tránh né, không chịu kê khai tài sản theo nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Nếu Tổng Trọng thực sự trong sạch, không tham nhũng, không có những tài sản bất minh, thì tại sao không dám kê khai tài sản, lại viện dẫn là liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật, cá nhân. Điều đáng lo ngại hơn đó là, sau khi Nguyễn Phú Trọng in hàng loạt sách như việc kể trên, thì Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cũng noi theo. Hai ông này cũng cho in những cuốn sách dày hàng trăm trang, với tựa đề dài dằng dặc như khẩu hiệu, không hề thua kém.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin vơ vét chưa đủ, tổng trọng, tổng lực cho Yên Sách để hốt cú chót hay sao? Mở rộng điều tra vụ Vạn Thịnh Phát, Tô Lâm có knockout được tổng trọng hay không? Chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam không đạt được kết quả như mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giới chuyên gia cho rằng thậm chí nó còn giáng một đòn rất mạnh vào nền kinh tế của Việt Nam. Không chỉ vậy, chiến dịch đốt lò còn khiến cho bộ máy nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng bị tê liệt. Bởi quan chức lo sợ bị cuốn vào những bê bối tương tự vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB của đại gia Trương Mỹ Lan. Báo Dân Trí cho biết dự kiến vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 3 năm 2024. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hãng tin quốc tế mới đây trong một bài bình luận liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đã đánh giá rằng bà Lan là một đại gia bất động sản và đây là vụ lừa đảo lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Đồng thời nghi ngờ rằng rất nhiều ngân hàng khác ở Việt Nam có thể cũng đang làm tương tự như bà Trương Mỹ Lan nhưng ở mức độ thấp hơn. Đáng chú ý, theo kết luận điều tra của Bộ Công an, bà Trương Mỹ Lan và một số lãnh đạo của ngân hàng SCB đã hối lộ cho đoàn thanh tra liên ngành của chính phủ đến thanh tra ngân hàng SCB và tất cả 18 thành viên trong đoàn này đều nhận tiền hối lộ để thay đổi kết quả thanh tra cũng như che giấu sai phạm của ngân hàng này. Riêng cá nhân trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ tới 5,2 triệu đô la. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã đưa ra một thắc mắc với đáng chú ý, vì sao Việt Nam đã khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm từ tháng 10 năm 2022 cho đến nay mà vẫn chưa có thêm các quan chức chính phủ hay ngân hàng nhà nước nào bị xử lý kỷ luật về trách nhiệm liên quan. Những diễn biến vừa kể trên diễn ra trong thời gian trên mạng xã hội xuất hiện những đồn đoán. Theo đó, vụ án này được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Trọng sẽ không điều tra sâu hơn về trách nhiệm của ngân hàng nhà nước cũng như giới chức chính phủ. Theo giới phân tích, quy mô và mức độ tham nhũng của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan lớn tới mức đã khiến Bộ Công an Việt Nam phải mở rộng và tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của vụ án này, bởi đây là vụ án có số lượng bị can, người và tổ chức liên quan quá lớn. Ông Bộ trưởng đầy tai tiếng của Việt Nam Tô Lâm. Theo đó, số tiền mà bà Trương Mỹ Lan biển thủ sau đó đem đi đầu tư mua gom bất động sản trên cả nước và chuyển một phần không nhỏ ra nước ngoài. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu với tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng, rồi bán cho trái chủ để huy động tiền với mục đích lừa đảo và chiếm đoạt của nhà đầu tư. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào ngày 15 tháng 12 năm 2023, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội danh như tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, với khung hình phạt ở mức cao nhất lên đến tử hình. Kết luận điều tra của Bộ Công an cho biết bà Lan đã thao túng rút ruột ngân hàng SCB gây ra thiệt hại lớn chưa từng thấy. Cụ thể, trong vòng hơn 10 năm, bà Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà đã được SCB bơm gần 1 triệu 67.000 tỷ đồng, tức là khoảng 45 tỷ đô la, với số dư nợ còn lại là 677.000 tỷ đồng, tương đương 28 tỷ đô la, và đều là nợ không thể thu hồi. Ngoài ra, bằng cách lập các hồ sơ vay vốn khống, bà Lan đã chiếm đoạt của SCB trên 304.000 tỷ đồng, tức là khoảng 12,5 tỷ đô la. Công luận Việt Nam đặt câu hỏi, vì sao và lỗ hổng nào đã giúp bà Trương Mỹ Lan và đồng bọn hoành hành suốt thời gian dài đến như vậy mà không bị phát hiện? Bất chấp những cảnh báo từ nhiều năm trước của truyền thông nhà nước Việt Nam, nhưng vụ án Vạn Thịnh Phát vẫn không được chính quyền quan tâm điều tra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mặc Lê Thanh Hải, người có quan hệ đặc biệt với bà Trương Mỹ Lan. Cũng như dư luận thắc mắc rằng, bằng cách nào mà bà Trương Mỹ Lan có thể sử dụng tiền lừa đảo để mua và sở hữu tới 156 bất động sản, đa số là công sản thuộc sở hữu của nhà nước, tức là của nhân dân Việt Nam, ở những khu vực đắt tiền trung tâm quận 1. Chắc chắn bà Lan phải có các mối quan hệ với giới chức chính trị cấp cao trong đảng, không loại trừ khả năng bà có dính dáng đến quan chức cấp cao nhất trong ban lãnh đạo của đảng. Tại sao các sai phạm mang tính hệ thống của bà Lan và Vạn Thịnh Phát có thể kéo dài tới 20 năm như vậy, vậy mà không bị cơ quan chức năng phát hiện kịp thời để xử lý nhanh và sớm hơn? Nếu có thể phát hiện sớm thì số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, trong đó có tiền gửi, tiền mua trái phiếu của khách hàng lên tới 500.000 tỷ đồng sẽ không bị thất thoát toàn bộ như hiện nay. Theo giới phân tích,
đây là một vấn đề được cho là hết sức nhạy cảm mà ban lãnh đạo Hà Nội cũng hết sức tránh né, thậm chí không dám đối diện với sự thật. Điều đó được đánh giá là những quả bom tấn có thể làm rung rinh chế độ ở Ba Đình hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo.d với bản tin mở rộng điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, Tô Lâm có hạ gục được Tổng Trọng hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.